Cách đặt lệnh quỹ iFan qua mobile web của TCBS, các quỹ vốn khả biến hiện đang xuất hiện như một sản phẩm sinh lợi trên thị trường tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa biết nên chọn công ty quỹ nào. Techcombank đã có kinh nghiệm đầu tư vào quỹ cổ phần vì vậy hôm nay đầu tư là gì sẽ chia sẻ cách đặt lệnh quỹ iFan qua mobile web của TCBS. Mời mọi người cùng tham khảo để đưa ra quyết định hợp lý nhất iFan. Quỹ mở đầu tư, đầu tư an toàn. Gia tăng thu nhập quỹ mở iFund là một kênh đầu tư được xây dựng và quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của công ty chứng khoán Techcom Security TCBS. Thuộc sở hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, quỹ mở iFund bao gồm quỹ đầu tư trái phiếu Techcom TCBF, quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF và quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt FlexiCast TCFF được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Techcom Security TCBS tùy theo mục tiêu và mong muốn đầu tư khách hàng có thể lựa chọn tham gia các quỹ này, và số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 đồng Việt Nam, 10.000 VND TCBF Techcom Bond Fund. Quỹ đầu tư trái phiếu TCBF là một phần của quỹ mở iFund, được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp của Techcom Capital. Công ty con của ngân hàng Techcombank mở tài khoản chứng khoán Techcombank, 100% tài sản của quỹ được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi và các chứng chỉ quỹ khác tốt nhất thị trường để tạo ra lợi nhuận ổn định dài hạn cho nhà đầu tư. TCEF Techcom Equity Fund, quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom TCEF là quỹ mở cổ phiếu được tạo ra và quản lý bởi Techcom Capital với mục tiêu giúp nhà đầu tư tích lũy những cổ phiếu tốt nhất trong số 30 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại Việt Nam. VN30, 100% tài sản quỹ được đầu tư vào rổ cổ phiếu VN30 có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt. TCFF Techcom Flexicast Fund, quỹ trái phiếu Flexica Dollar HTCFF là quỹ mở được đầu tư 80% giá trị tài sản dòng NAV vào các loại chứng khoán khoán với kỳ hạn cực ngắn thường sẽ đáo hạn trong vòng một năm. Mục tiêu chính của quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Flexica Dollar H là giúp tối đa hóa lãi suất từ dòng tiền lưu động ngắn hạn. Flexica Dollar H có thể đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, lưu ý, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Chuyển tiền giao dịch iPhone, tiền mua chứng chỉ quỹ mở CCQ của quý khách sẽ được TCBS tự động phong tỏa và thu trên tài khoản chứng khoán tại TCBS nếu quý khách đảm bảo trước 14 giờ 45 ngày T1T là ngày giao dịch y. Số dư trên tài khoản chứng khoán đủ thanh toán cho cả phí lưu ký và y, hoàn thành xác nhận lệnh mua trước 14 giờ 45 ngày T1T là ngày giao dịch quý khách tham khảo hướng dẫn cách chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại đây, trường hợp các bạn đã kết nối tài khoản ngân hàng tại Techcombank với tài khoản chứng khoán TCBS. Khi tài khoản chứng khoán thiếu tiền hệ thống sẽ hỗ trợ tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang Ưu điểm của quỹ đầu tư Techcombank iFund, mở tài khoản đầu tư quỹ 100% online tại Techcombank iFund, khách hàng mở tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ hoàn toàn online. Nghĩa là các nhà đầu tư không cần đến trực tiếp tại các công ty quỹ mở để mở tài khoản quỹ, mà có thể mở hoàn toàn online tại nhà. Techcombank iFund cho phép khách hàng ký hợp đồng và xác nhận hoàn toàn online. Mua Bán quỹ đầu tư 100% online, khi giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ tại Techcombank, nhà đầu tư có thể đặt lệnh hoàn toàn online rất tiện lợi. Hiện tại Techcombank iFund có 3 loại quỹ, quỹ cổ phiếu TCEF, quỹ trái phiếu TCBF và quỹ linh hoạt TCFF. Đặc biệt, đối với lần đầu giao dịch nhà đầu tư sẽ được tặng 0.1% vốn gốc. Tại sao nên chọn quỹ mở đầu tư iFund, thanh khoản tốt, nhà đầu tư có thể mua, bán chứng chỉ quỹ hàng ngày và nhận được số tiền bán ra vào ngày hôm sau. Trong trường hợp cần thiết thì việc rút vốn cũng rất nhanh chóng và dễ dàng, tính an toàn cao. iPhone xây dựng danh mục đầu tư với những trái phiếu, cổ phiếu có chất lượng tốt nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Danh mục đầu tư đa dạng, nhà đầu tư có thể đầu tư vào hàng trăm loại cổ phiếu và trái phiếu khác nhau chỉ với việc sở hữu một chứng chỉ quỹ CCQ. Điều này thuận tiện và ít rủi ro hơn so với việc đầu tư vào từng loại chứng khoán riêng lẻ. Mức đầu tư tối thiểu thấp, chỉ với số vốn từ 10.000 đồng là nhà đầu tư đã có thể tham gia vào quỹ mở iPhone. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách mua hoặc bán cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn đầu tư thành công!